Chào mừng các bạn quay lại đến với WeWin. Thế này thì mình đã cập nhật phiên bản V1.7.5 rồi. Vậy thì đã được cập nhật tài khoản V1.7.6. Hôm nay đã được sửa lỗi một số điều lỗi rồi. Bắt đầu. Mới là chương 10 thôi. Chương 11 thì tất cả trang bị phải đạt được tập khoản level 15. Chỉ mũ hai loại trang bị skill. Tăng cường sức mạnh sát thương. Burning Bloody Missile. Sóng su kích xoáy mòm. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Women attract power. Tăng cường sức mạnh hoàn lực. Đó là cái tia vũ trụ thôi, women. Warning. Máu giả mạo. Burning subway. Muốn đi sao vậy? Jackie situation. Frozen Bloody Missile. Nâng cao mạo kích.
dơ lên từ siêu, lát sáng vào chiếu. Warning, warning. Khi hoàn thành thì chúng ta sẽ giới thiệu những loại bản cập nhật. Bản cập nhật viên 1.7.6. Crash the shot. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Anger thì nộ. Warning, bóc cuối cùng. Máu giả mạo, kích hoạt. Hoàn thành.
But I will show. Sau bản kinh nghiệm mới này gồm có những loại vũ khí tiếp theo, đó chính là Spiral Cannon và một loại trang bị, đó chính là người Lazy trang bị huyền thoại tối thượng, và một loại bộ giáp tiếp theo đó chính là giáp mới nhất Bottom Armor giáp Button, và giáp mới nhất đã xuất hiện đó chính là Voyager Cluster. Tiếp theo là Botin Cheat, và tiếp theo là Cheat tấn công Assaulted Cheat. Women mới nhất đã xuất hiện đó chính là Fortune Spear. Women Fortune Spear và cái tác dụng là khi phóng ra đã được sẽ được tách ra hai để phân tách ra hai viên đạn với một bên trái một bên phải. Và một loại tiếp theo mới nhất đã xuất hiện đó chính là Escobu. Và nhóm này tính năng đã được tiếp theo nhóm này phiên bản tính năng tiếp theo đó chính là nhóm này đồ có những thuộc tính, đầu tiên là SC, Invisible là loại thuộc tính giả sát thương lý tích đàn, Fearless đây là thuộc tính hồi máu, và sẽ tăng như tầm khoảng 25% máu tối đa, và tăng cường sát thương bởi 30% 30 giây. Thunderbolt là loại thuộc tính né tránh và sẽ được mạnh nhất đó chính là tăng cường 25% sát thương đang né tránh tầm khoảng 5 giây. Tất cả những loại tấn công về bạo kích sẽ được hồi lại để có thể né tránh trong lúc đang tình trạng né tránh. Swan là loại thuộc tính Women. Tiếp theo là Challenger, thuộc tính về giả sát thương của cái hay là cái gì ấy, tăng cường 15% sát thương tốc độ và sát thương chí mạng. Tiếp theo là Chao Ốc, đó là loại thuộc tính sát thương nguyên tố. Tiếp theo là Punishment, thuộc tính trừng phạt, đó là giữa sự của cái con này của người Ray, nó sẽ được tạo ra hai laser tiếp theo. Epic tiếp theo là thuộc tính ánh sáng Light của Bray Wing, và một tính năng tiếp theo mới nhất đó chính là Equipment Supermax, cửa hàng mua những loại trang bị mà trong chỗ này vẫn chưa có cái đồ để có thể mua những loại trang bị mới nhất, và hiện tại thì mình đã có là bộ rắn này rồi, nhưng mà cơ bản thôi bắt tầm áp mô, và cái con này thì cũng đã có ô cơm mầm Botin Women Fortune Spear loại sử thi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập phim tiếp theo. Tạm biệt.